là người phụ nữ hiện đại, tự tin, đầy quyến rũ. Tôi luôn muốn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và hoàn hảo nhất, để luôn trở thành tâm điểm của những ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng, việc gì cũng có cái giá của nó. Từ quản lý gia đình, sang quản lý thời gian, cho tới việc quản lý tiền bạc. Thế này thì hai bố con không ở nhà nữa đâu. Cuộc đời người phụ nữ có quá nhiều thứ phải quản lý rồi. Thế thì việc quản lý tài chính hãy để C-Mobile giúp bạn. C-Mobile, trợ lý tài chính cá nhân.